Xin chào mừng toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Và hôm nay Học lại tiếp tục gửi đến cho anh chị chiếc xe Quốc Dân Innova phiên bản G. Phiên bản G là phiên bản số tự động anh chị, số tự động 6 cấp, động cơ 2.0, vận động cầu sao. Xe này có màu ngoại thất là màu đồng ánh kim, là cái màu đẹp nhất của Innova anh chị. Mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, biển số là 51H14074. Chiếc xe này là hiện trạng mà Học cũng mới vừa thu về, cũng như là chưa kịp dọn rửa hay là bất kỳ làm xì ba gì hết. Học cũng muốn đánh giá cái chi tiết mộc để cho cô chú anh chị lựa chọn cũng như là đánh giá qua cái sản phẩm này. Vì có rất là nhiều cô chú anh chị thích coi xe như là cái kiểu mà Học mới mua chiếc xe nó về nó như thế nào, để gửi lên cho giống như ngày xưa mà Học hay làm ở trong tăng cản á, xe vừa về là cập nhật cho cô chú anh chị liền. Thì chiếc xe này anh chị là một chiếc xe phiên bản G sản xuất 2019, bên Học đang chào bán chỉ có 640 triệu, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Xe này thì hầu như là chưa có nhiều về phụ kiện anh chị, ghế da thì cũng còn ghế nỉ nè, chỉ có cái lót sàn và camera da thôi. Và sau đây Học cũng như thường lệ, Học sẽ mời anh chị cùng đi kiểm tra qua chiếc xe Innova G 2019 này. Nó đi 60.000 cây thì cái chất lượng sản phẩm nó còn được như thế nào nha anh chị. Còn tất cả các dòng xe mà bên Học á, bán thì cấp giấy chứng nhận cho anh chị không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số còn nguyên thủy. Rồi mình sẽ đi vào phần ngoại thất như là cụm đèn pha nè, rồi đèn gầm nè, mặt ca lăng nè anh chị. Mọi chi tiết á là nó nguyên zin theo xe nha anh chị. Đây, đó đèn nè, mặt ca lăng nè. Mặt ca lăng này á, những cái nhựa đen này nó rất là khó chịu, khi mà anh chị đi lâu hoặc là mình để ngoài nắng á, nó cũng bị phai màu. Nếu như chúng ta sơn là những cái chi tiết này nó rất là nhìn nó rất là xấu nha anh chị. Khi mà anh chị đi ngoài nắng á, những cái chi tiết mà nhựa đen á, nguyên si á, là mình không thể nào mà mình sơn được. Đó. Đèn pha nè anh chị. Trang bị động cơ 2.0 kết hợp với số tự động 6 cấp nên là chiếc xe này đi rất là mượt mà. Đây là chiếc xe 8 chỗ rộng rãi nha anh chị. Và cái cản trước này á, là cái lúc mà Học mua này nè, anh chị nhìn thấy không? Đã bị chày xước rồi. Đó, đã bị chày xước và đã bị đá bắn ở đây nè anh chị thấy không? Nhưng mà cái cản trước này á, thì nó đã sơn qua một lần thôi anh chị, tại vì cái keo chỉ ở đây nè, cái chỉ zin của cái xe nó còn, anh chị thấy không? Cái chỉ zin xe nó còn, nhưng mà khúc này nó bị mắc, chứng tỏ là cái cản này nó đã dậm cái khúc ở dưới đây này. Anh chị thấy không? Nó tới đây nó mắc. Khúc này thì nó còn. Nước sơn vè, nước sơn cabo này á, thì là nó còn nguyên bản nha anh chị, nó chưa có sơn lại. Đó. Nước sơn vè nè, nước sơn cửa nè. Đó. Tay nắm cửa thì đã bị chày xước ở đây rồi. Cái này là nhiều khi mình mở ra như vậy nè, nó sẽ bị va chạm ở đây nha anh chị. Thì sau khi mà Học bàn giao xe cho anh chị thì Học sẽ xử lý lại mấy cái này, tại vì đây là cái chất mộc của xe cũng như là hiện trạng mà khách hàng vừa bàn giao lại cho bên Ô tô Sài Gòn. Keo chỉ thì thẳng tách còn mới nguyên hết. Anh chị vào trong nội thất. Chiếc xe Innova thì nó có một cái đặc điểm nó hay, cái là nó rộng rãi anh chị, nó là dòng MPV tầm trung rộng rãi nhất phân khúc. Đó. Anh chị nhìn cái ghế da nỉ đi 60.000 cây nè anh chị. Cái nỉ này là cái nỉ zin theo xe, đối với phiên bản G cũng chỉ là trang bị ghế nỉ thôi nha anh chị. Và anh chị nhìn tấp lô thì bắt đầu 2018 thì mình sẽ được trang bị là cái ốp gỗ ở đây luôn. Và xe này là xe 7 túi khí, có cân bằng điện tử nha anh chị, hệ thống lạnh tự động, có đèn trần. Xe này thì mình sẽ có tất cả các hàng rửa gió ở tất cả các hàng ghế. Tuy nhiên cái chiếc Innova này nó sử dụng tới hai cái dàn lạnh. Anh chị thấy có cái đèn trần không? Thì cái đèn trần này anh chị sẽ điều khiển được cái độ sáng tối của nó theo ý thích của mình. Cái trần này là trần zin nha anh chị, chưa có bị dơ bẩn. Innova G mình sẽ có thêm cái bệ tì tai nè. Anh chị đối với phiên bản E thì nó sẽ không có nha anh chị. Bệ tì tai nè, bàn làm việc có trọng lượng lên đến là 10 kg. Phiên bản G thì nó sẽ có và V và Venturer. Chỉ có 640 triệu nha anh chị. Innova G 2019 hôm nay là dễ rẻ nhất. Nói chung là xe nào cũng rẻ, bây giờ xe nào cũng rất là rẻ nha anh chị. Keo chỉ cốp là chưa ra nè anh chị. Cốp chưa ra nè, là mình sẽ đi nhanh qua cái phần keo chỉ luôn. Keo chỉ xe này là nguyên bản hết nha anh chị. Đấy. Màu đồng ánh kim. Xe rất là đẹp. Một chiếc xe 8 chỗ rộng rãi phù hợp cho anh chị nào vừa chạy dịch vụ vừa chạy gia đình. Đi. Riêng cái dòng Innova là anh chị sẽ, đây anh chị nhìn cái đèn lái nè.
Riêng cái dòng Innova thì số sàn với số tự động nó sẽ không có chênh lệch về cái mức tiêu hao nhiên liệu nha cô chú anh chị. Đặc biệt hơn nữa là chiếc xe Innova 2022 á, cái mức tiêu hao nhiên liệu công bố của nhà sản xuất á, thì nó sẽ thấp hơn cái chiếc Innova G, nó sẽ thấp hơn cái Innova E, mặc dù chiếc E là chiếc số sàn anh chị. Tuy nhiên á, thì tại sao mà học nói là Innova E và Innova G á, thì anh chị được chạy dịch vụ, còn riêng về Fortuner á, máy xăng thì anh chị không nên chạy, tại động cơ nó tới 2.7 nè, còn cái động cơ máy dầu nó 2.4, mức tiêu hao nhiên liệu nó với cái chi phí đó, nó rất là xa. Còn mà đối với những chiếc E và G, riêng về Innova nó vẫn sử dụng chung cái động cơ 2.0 nên là mức tiêu hao nhiên liệu của nó không có thay đổi đáng kể nha anh chị. Anh chị nhìn từng cái top bi ở đây nè, rất là đẹp nha anh chị. Chiếc xe này là hiện dạng mộc, học mới vừa thu về luôn. Cái điểm hay nhất của chiếc xe này là mình ngồi, cái không gian ngồi nó rất là rộng rãi. Và cái hay thứ hai nữa là nó là khu khung rời anh chị. Khi mà nó sử dụng khung rời anh chị đi, nó ít có bị cái trường hợp mà mình cảm giác nó bị ồn vỏ. Cái khung rời là nó sẽ có cái sườn ở đây nè, anh chị thấy không? Cái khung rời nó giống như Fortuner, nó có cái sườn ở đây, rồi nó sẽ có cái khung ở nguyên cái thùng ở đây, nó sẽ bắt xuống. Rồi, xe mình thì sử dụng vỏ Bridgestone, vỏ sau thì là 2021 nè. Và gai còn mới nguyên anh chị, ở phía trước thì đã thay rồi, thay lớp 2022 rồi. Nói chung là bốn cái quả lớp xe này nó còn khoảng 90%, anh chị mua về không cần phải bỏ thêm chi phí hoặc là bảo dưỡng hay là thay vỏ đều này nọ hết. Còn mà anh chị muốn ghế da thì có thể anh chị lên showroom học, có thể là cân đối về giá cả, học có thể tặng cho anh chị cái bộ ghế da luôn cũng được, không vấn đề gì hết nha anh chị. Ngoài cái việc mà đánh giá km qua vỏ, thì anh chị cũng coi những như là cái phím bấm của cái cửa trước bên tài nè, là cái cửa này là sử dụng nhiều nhất cái phím bấm đây nè. Rồi thứ hai nữa là cái cần gạt xi nhan đây nè cô chú anh chị. Cái cần gạt xi nhan, xe mình đi ít hay đi nhiều anh chị cũng coi qua hai cái này nè, hai cái đầu này. Đây thấy không. Rồi thêm một cái nữa, giống như chẳng hạn trường hợp xe này học chưa có tháo cái vô lăng, ví dụ như giờ học tháo nó học bỏ nha, vô lăng của khách cũ mình không nên xài đâu, thì những cái này nó đã bị che lại thì không có thể nào nó mòn ở đây được. Mà anh chị coi vào ở đây nè, vị trí này nè, đó vị trí này nè anh chị, 60 mấy ngàn, xe anh chị đi 100 ngàn là này lòi cái trắng lên liền, Innova nào cũng vậy. Và những cái chi tiết này, xe này thì đi chuẩn odo nó là 60.168 cây. Và cô chú anh chị nhìn nè, nhìn những qua cái núm như là cái nút AC nè, cái nút AC và cái núm điều khiển gió điều hòa, là cái này nó điều khiển, nó được sử dụng nhiều nhất trên cái hệ thống điều hòa nè, cộng với lại là cái cần số nó nha anh chị. Đây cần số nè, rồi thêm cái bàn đạp chân phanh nó nè anh chị, đó bàn đạp chân phanh, bàn đạp chân ga, vô lăng, cần số, tay gạt xi nhan, cùng với tổng thể xe như là những cái túp lô túp bi ở đây đó, để anh chị đánh giá được cái chất lượng cũng như là km của xe. Xe này thì odo chuẩn nha anh chị, bao đồng bánh kim 2019, mà hôm nay cái chiếc phiên bản G này á, nó chỉ có 640 triệu thôi nha anh chị. Cái động cơ nó nổ rất là tròn trịa, nhẹ nhàng, dual VVTA, động cơ 2.0. Anh chị nhìn nha, để học đẩy cái mic vào này. Anh chị này, cái mic này. Và đây là cái khoang động cơ mà bên học cũng chưa có làm cái gì là hết nha anh chị. Nó còn nguyên bản zin từ xưa tới giờ. Keo cabo thì nó chưa ra. Keo cabo này, đây cái con ốc cabo. Cabo này là nước sơn zin nha cô chú anh chị. Cabo nước sơn zin. Đó. Innova màu đồng ánh kim phiên bản G 2019. Bên Thái Học Auto đang chào bán chỉ có 640 triệu anh chị, dấu son còn mới nguyên anh chị nhìn nè. Anh chị thấy xe này nó cũng khá là sạch nè, đi trong thành phố không à, nên là bụi đất nó cũng ít. Đây là cái khoang động cơ mộc nha anh chị, chưa có làm bất cứ thứ gì lại hết á. Đó. Nhìn tặng vào bên trong đây anh chị thấy những cái bụi đất nó nằm đây nè. Sau này học sẽ vệ sinh lại nó như xe mới thôi. Rồi học sẽ mời anh chị đi lại một vòng xe này nha. Rồi học sẽ sẵn tiện học với giới thiệu luôn cái chiếc xe đang mới về. Dạ cô chú anh chị, chiếc xe này là chiếc xe Innova được sản xuất vào 2019 phiên bản G, trang bị động cơ 2.0 bằng động cầu sao, số tự động 6 cấp, xe 8 chỗ rộng rãi, bền bỉ nhất phân khúc. Và đây cũng là chiếc xe được nhiều cô chú anh chị cũng như là bên những cái nhà bên sử dụng dịch vụ vận chuyển á, anh chị thấy không, những xe taxi Mai Linh họ rất là sử dụng chiếc xe Innova này. Thì chiếc xe này hôm nay bên học đang chào bán chỉ có 640 triệu nha anh chị. Chiếc xe này
anh chị mua chiếc Ventura là nó là để Học coi là chính xác cái giá này. Có nhiều cô chú anh chị nói có một khách hàng của Học cũng coi kênh YouTube của Học, nói là ông này ông nói Innova mà giá 1 tỷ nghe vô lý. Thực tế nó không phải là vô lý đâu cô chú anh chị. Chiếc xe Innova như là cái bản V á, nó là 1 tỷ 120 triệu, đối với anh chị nào lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn chiếc Innova G này á, nó là 1 tỷ 820 triệu, chưa có phim sàn nha anh chị. Nói chung là lanh quanh phải là 1 tỷ. Còn mà chiếc Ventura thì nó là 999 triệu, chưa có phim sàn. Nếu có phim sàn nữa là nó là khoảng 1 tỷ 010 triệu. Còn chiếc này nè, chiếc này là ngày xưa nó là 1 tỷ 130 triệu, hôm nay nó chỉ còn có 1 tỷ 120 triệu thôi. Là chiếc xe 2023 anh chị. Nên là có nhiều anh chị nói là Innova thì làm gì có cửa, là chiếc Innova thì không có xe 1 tỷ. Giống như cơ bản anh chị nhìn chiếc Innova V là cái mâm nó sẽ to hơn một bảng nè. Cái mâm này á, là nó sẽ được trang bị bộ mâm R17. Tất cả các phiên bản còn lại chỉ là R16. Chỉ có Ventura là cái mâm nó màu đen. Rồi thêm một cái nữa nè anh chị. Chiếc xe Innova phiên bản V á, là mình sẽ có cái kính nè auto. Bắt đầu trước mà 2022 là auto 1 chạm chống kẹt, kể cả 4 kính là 1. Thứ hai nữa là ghế da zin theo xe là 2. Chỉ có riêng cái phiên bản 1 tỷ mấy này là mới có rồi. Thứ ba nữa là ghế điện 8 hướng. Thứ tư nữa là chi tiết trên xe nó gắn rất là nhiều ốp gỗ, như là ở đây cũng ốp gỗ nè, vô lăng ốp gỗ nè. Đó, ốp gỗ rất là nhiều chi tiết nha anh chị. Chiếc xe này thì đi được 78.000 km. Đây Ventura, chiếc xe này là Innova phiên bản V. Xe này sản xuất 2010. Xe này bà sản xuất mấy rồi vô? Hả? Anh chị đợi Học xíu. 2017. Cái này là phiên bản 2017 nha anh chị. Innova V nè. Anh chị nhìn cần số nè. Những cái nấm này. Rồi. Ok đợi xíu. Xe này chạy được 78.168 cây, bên Học đang chào bán chỉ có 550 triệu thôi nha anh chị. Có camera gear chưa ta? Innova V chắc có rồi. Có camera gear nè. Đèn trần thì chắc chắn sẽ có rồi. Nói chung là những cái nào mà của Innova G có thì xe này đều có. Nó sẽ có thêm như là ghế điện, Innova G không có. Cửa ô tô một chạm chống kẹt, thời điểm 2017 là Innova G không có nha anh chị. Và cái phiên bản V này á, 2017, tuy nhiên chỉ có một mình chiếc xe 2017 phiên bản V là mình sẽ được trang bị 7 túi khí. Và phiên bản G 2017 nó chỉ trang bị cho mình 3 túi khí thôi nha anh chị. Và ở bên ngoài á, nó sẽ khác nhau cái đèn bi và projector nè. Anh chị thấy không? Cái đèn bi có đèn định vị ban ngày nè. Còn phiên bản G và Ventura, tất cả các phiên bản còn lại đều sử dụng cái nguồn sáng là halogen. Và là chá phản xạ đa hướng nha anh chị. Kêu bằng mình kêu bằng cái chó đó. Mặt ca lăng đen. Đó. Xe Innova V. À còn một cái ở ngoài á, thì anh chị ngoài cái mâm hồi nãy không có chia sẻ thì nó là nẹp chân kính, nó là zin theo xe nè. Cái này nó zin theo xe nè. Tay nắm cửa có nút bấm zin theo xe nè. Tại vì nó sử dụng đời startup. Ốp gương nè, ốp gương mà rơm cũng là zin theo xe nè. Và xe này nó có một cái hay này nè anh chị. À, nó cũng có bàn làm việc 10 kg. Tuy nhiên á là cô chú anh chị ngồi cái ghế này là cái ghế thương gia. Đây anh chị. Mình sẽ ngồi cái ghế này, có cái lối đi chính giữa cho trẻ con đi tới đi lui nè. Và không cần phải gặp ghế khi mà cái hàng ghế thứ ba bước xuống. Thứ hai nữa là anh chị thấy không, ngồi như vậy thì nó kiểu như nước ngoài. Hoặc là người lớn tuổi đi á, mình sẽ không có bị sàn lắc hoặc là va chạm cái người kế bên. Rồi cái ghế bên phải á, thì mình sẽ có thêm một cái chế độ đẩy cái ghế tới phía trước là bằng cái công tắc ở đây nè. Đó, nó giống như Camry đó, nhưng mà cái này nó sử dụng bằng cơ nha. Nhưng mà nó rất là nhẹ anh chị nhìn nè. Học chỉ sử dụng bằng hai ngón thôi. Đó chị thấy không? Đó, để cho mình ngồi thoải mái nhất có thể. Ở đây cũng có ốp gỗ. Chiếc xe này là Innova phiên bản V, mâm 17 nha anh chị. À, bán có 550 triệu 2017. Chiếc xe này Học nghĩ là Học sẽ bán rất là nhanh. Những cái dòng xe mà Innova là những cái dòng xe rất là bền bỉ, hầu như là nó bền bỉ, nó mà nó rất là lành tính. Cũng như là chi tiết phụ tùng nó dễ kiếm nè, bảo dưỡng chi phí nó thấp. Anh chị nhìn nè, móp cản nè, nó chỉ ở mức độ móp. Những cái xe này là Học mới về là Học gửi đến cho anh chị luôn. Anh chị nhìn thấy nè, vô móp nè, thấy không? Ở đây nè, đây anh chị nhìn nè. Đó, anh chị thấy không? Đây, đó, nó chỉ bị móp nhẹ như vậy.
Thì bên Học, những cái xe bên Học mua về á, là cam kết với anh chị bằng văn bản là không đâm đụng, không ngập nước. Những cái xe đời 27 như thế này á, chày xước nhẹ, móp méo nhẹ như vậy á, thì không đáng kể nha anh chị. Mấy cái này là mình xử lý được hết, đơn giản lắm đó. Anh chị thấy không, bên Học thu xe về là toàn những cái xe hầu như là nó chỉ chày xước sơ sát nhẹ ở ngoài thôi, còn xe thì lúc nào cũng là chất lượng hết. Anh chị nhìn những cái xe mà mới thu về chưa có làm gì mà nó đã đẹp như thế này rồi. Ở bên Học coi xe rất là kén chọn anh chị. Dạ rồi, Học xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý cô chú và anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của Học. Mong là anh chị nào chưa đăng ký kênh, anh chị nhớ bấm vào góc phải để đăng ký kênh của Học, không bỏ sót những cái sản phẩm phù hợp nhất với mình. Cũng như là bên Học có nhận thu mua xe cũ ở tất cả các tỉnh, tất cả các hãng. Anh chị có xe định giá miễn phí cũng nhớ gửi cho Học, Học cũng có định giá xe miễn phí nữa cô chú anh chị. Rồi, Học xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Học xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip sau.